Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Buổi sáng ngày hôm nay mình cũng đang có mặt trước nha chị Hồng Loan. Xin được cập nhật những cái thông tin rất là nóng và mới liên quan đến cái vụ căn nhà số 5, cũng như là những cái động thái khá là mới của mẹ con cô cháu gái. Trong cái video clip này mình sẽ tiếp tục chia sẻ những ý kiến của người trong cuộc, lên tiếng ủng hộ Hồng Loan, ủng hộ căn nhà số 5. Đó, xíu nữa thì mọi người nghe những ý kiến của Bùm Bùm. Bùm Bùm là một đứa em cũng hiện tại đang sinh sống trong nhà số 5, nói lên những cái âm mưu của mẹ con cô cháu gái. Và tụi nó vu khống rằng bên phía Hồng Loan đã coi như là giả cái chữ ký ha, giả cái chữ ký để mà coi như muốn chiếm hết lấy những cái tài sản của nhà số 5. Nhưng mà thời đại bây giờ mà mọi người, thời đại công nghệ tiên tiến mà, chúng ta không thể làm giả cái gì chứ. Giả chữ ký hay là bất cứ một cái việc gì thì cơ quan chức năng người ta điều tra ra hết, người ta giám định là ra hết quý vị. Ngay cả trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái bài viết rõ ràng ràng như vậy. Nhưng mà bên phía họ vẫn cứ bô cái mồm đó là con vô ơn giả chữ ký để đòi tài sản, để giành tài sản nhà số 5. Ngoài ra còn có những câu chuyện cấn động nữa. Chú Năm là một người sống rất là cương trực, và thế nói là rất là để ý luôn mọi người. Từ tính từng của những đứa em của mình, những đứa cháu mình thì chú Năm rất để ý luôn. Mỗi người một tính nhưng mà chú Năm không có nói ra. Thì Bùm Bùm cũng một lần khẳng định nữa là tất cả các tài sản chú Năm đã âm thầm sang tên cho Hồng Loan, và chỉ để cho Hồng Loan cũng như là những đứa cháu, những đứa con của Hồng Loan đứng trong sổ hộ khẩu như vậy. Còn mẹ con của họ là không được đứng trong sổ hộ khẩu. Và không để quý vị chờ đầu lâu, sau đây mình xin mời quý vị nghe một đoạn chia sẻ của Bùm Bùm, hiện tại cũng đang sinh sống tại nhà số 5 cùng với Hồng Loan. Và Bùm Bùm cũng lên tiếng những cái lũ YouTube dơ, những cái lũ mà đấu võ mồm online. Tụi nó ở nhà nó cổ vũ cho mẹ con của họ cho nó không dám bước lên tòa quý vị. Đó, chỉ có hai mẹ con của nó với lại bà Khọt Xèo đi lên thôi. Thế mà tụi nó kiếm view, kiếm like, tụi nó đâu có phải là muốn ủng hộ giúp đỡ cho mẹ con của nó đâu. Và không để quý vị chờ đợi lâu thì xin mời quý vị nghe một đoạn chia sẻ của Bùm Bùm nha. Những cái thông tin rất nóng và mới luôn, những cái tình tiết rất bất ngờ luôn quý vị nha. Rồi cái ông lùn kia ông nói phôi cũ gì, giấy tờ giả là cái gì mọi người? Ý là kêu tụi em làm giả cái chữ ký đó đó, tức là lấy cái phôi đi làm giả cái chữ ký. Mọi người trời ơi, giám định chữ ký là sao mọi người? Giám định chữ ký là người ta xét đến cái màu mực luôn á chị, đến từng cái màu mực, năm bao nhiêu, cái nét chữ như thế nào luôn mình mọi người. Bây giờ công nghệ rất là tân tiến mọi người, người ta xét nghiệm được tới cái gì luôn rồi mọi người. Làm sao mà qua mặt được biết bao nhiêu người, người ta thẩm định chữ ký, biết bao nhiêu người trong đang làm việc, đang thi hành trong pháp luật mọi người. Nói là tụi em qua mặt hết chừng đó người, và những cái người mà đang làm pháp luật là người ta không biết gì luôn hả? Người ta bù nhìn hay gì? Nói chuyện mà như con nít với chị, nói chuyện mà em nghe em tủ nói chuyện với con nít không á, vậy mà có cũng có người tin nữa. Sao á chị? Kêu em lấy cái phôi đó đi, tụi em đi lấy cái phôi chữ ký là cái phôi cũ đúng không, xong đi giả cái chữ ký đó mấy chị, là ý là như vậy đó đúng không? Ý là như vậy, nói chuyện như con nít vậy mấy chị. Bây giờ bá pháp luật người ta đăng lên như vậy là con là cái này rất là ảnh hưởng đến một cái hệ lụy luôn đó mọi người, ảnh hưởng một cái hệ lụy luôn đó mọi người. Thì có rồi con cháu ổng sau này hả, coi ổng nói chuyện ăn nói chuyện gì rộng giải thích làm sao ta, mắc cỡ chết luôn á. Là hàng giả đó hả? Ừ, hàng giả, không thì lên bá pháp luật mà coi mà đọc nha. Vì mà cũng có người hùa theo mà cũng tin, em cũng không hiểu luôn á. Cái đó là cứ như nói chuyện mà như con nít vậy, nói chuyện như cho con nít nó nghe nó còn nói chuyện như cỡ bé buôn rồi bé bi rồi nó còn tin đó mọi người, chứ là cái người hiểu biết người ta không ai tin đâu. Trời ơi, báo người ta đưa tin như vậy rồi mà như bị gì á, biết rồi như bị gì á mấy chị, thiệt sự luôn á. Ổng lên nói là lấy rất nhiều đồ để mặc lắm. Trời ơi, cứ tưởng là mình lấy được hết rồi còn hãnh diện nữa chứ, đi ăn cắp đồ người ta, đi chơi ăn đồ người ta mà còn hãnh diện, mà còn lên khoe hình nữa. Mấy chị thấy không, cái tư tưởng giống như là bị gì vậy mấy chị, đâu có dùng cái này đâu mấy chị, cái này để chơi mấy chị đúng không mấy chị. Kêu là rất nhiều, nhớ là gom đi hết rồi gom đi hết rồi mà còn đúng không, em lấy trước khi gom luôn á, em tìm thấy trước khi gom luôn mọi người. Lúc mà
cái thời gian mà mỗi người ôm cái điện thoại á để đợi tin tin cho tài khoản hay gì đó, em không biết, em đang suy nghĩ đại vậy thôi, em nói đại thôi, mọi người ngồi góc cầm điện thoại tin tin ôm livestream cái bàn thờ rồi nọ đó, ngày đêm lo mấy chuyện đó, thì đâu ai dọn dẹp nhà cửa đó chị. Thì tụi em là cái đưa những cái đứa mà đi dọn dẹp nhà cửa thì em thấy được chưa, tụi em dọn dẹp tụi em thấy, em thấy em lấy được cái đó trước khi bà gom đồ đi luôn á mọi người, em lấy được cái đó là trước cái ngày mà bà gom đồ đi luôn á. Ghê chưa mấy chị, cảm thấy bác cô chú chị thấy bác của em linh chưa, thấy linh không mọi người đó. Mà cái cuốn mà em mà tìm được đó là một cái sách giấy gọi là tập tuồng của bác á, thì hồi xưa là cặp thành từng tệp á mấy chị, bấm bằng kim á, cặp từng tệp với nhau á, thì cái tờ giấy đó nó nằm trong một cái tệp tập tuồng á mấy chị. Bây giờ hỏi tuồng gì không nhớ luôn, mà ông chồng em ngồi ông coi từng tờ, em mới nói trời ơi giấy tập tuồng của bác, tự nhiên anh ngồi anh coi từng tờ làm gì, nó kể anh đi anh để anh coi có gì không, để anh coi có gì không. Nó thấy là ông ngọn bị dính luôn cái sách giấy tờ đó, ông ngọn bị dính luôn. Em nói trời ơi, anh giấy tập tuồng của bác thôi đâu có gì đâu, mà anh ngọn anh coi cũng lục hoài, lục cái gì lục hoài, để anh coi có gì không, anh Nhi có cái gì. Ông ngọn coi hoài luôn, cái em cũng cho ông ngọn coi là hồi lòi ra cái giấy đó, em lấy trước khi mà họ đem đồ ra khỏi nhà của bác luôn á, trước cái ngày đó luôn á, cái thời gian đó là mỗi người cầm cái điện thoại rồi không, nhắn tin kêu gọi gì hay là gì, để ý cái gì vậy? Em không biết, nói chung là đâu có quan tâm đến tụi em. Cho nên em lên em cảm ơn bác hoài luôn, cảm ơn bác. Em đang ngồi trong nhà của bác nè, cảm ơn bác đã loại bỏ em ra khỏi cuộc chơi để em với chồng em dễ làm việc. Được chưa? Quê cà na. Tâm linh có thật kiếm cặp giấy tờ. Dạ thiệt sự luôn á, tâm linh lắm mọi người, bác em. Mọi người tự suy nghĩ đi, em không cần nói ra cả nhà, phải từ đầu đến giờ là phải là bác xoay chuyển hết ông bác mà. Xoay chuyển hết tất cả mọi thứ luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn rồi sao? Lên gọi là cổ vũ tinh thần luôn, mà xong rốt cuộc cái ngày mà cần nhất, cần đồng đội mình nhất, cái ngày mà cần team work nhất, không đồng đội đâu rồi, không có một ai đó. Mấy chị ơi, ủng hộ online đồ, trời mấy chị thấy vậy chứ chơi thân với nhau vậy có ủng hộ nhau chứ, bây giờ mà thử hỏi được coi nhà này người kia đâu biết không, chắc trong team không ai biết nhà của ai ở đâu luôn, không biết nằm ở đâu luôn mấy chị, không biết ở đâu mà chui ra luôn á, núp lùm không, ủng hộ núp lùm không, đâu có dám ra. Trời ơi, rồi kêu người ta đến nhà, rồi kêu đến nhà đi, có ngon thì đến nhà đi. Trời, luật pháp bây giờ là người ta rành đành nha, thà mấy anh chị á không thích nhau gì ngoài đường, gây lộn cãi nhau ngoài đường, bem nhau ngoài đường nha, bắt quá bị phạt hành chính thôi, chứ còn mấy anh chị xông vô nhà người ta, mấy anh chị đánh người ta là anh chị vi phạm pháp luật, là nặng là đi á, là bị đi á nha. À, bây giờ luật pháp rành đành rồi, đâu phải là ai cũng như mấy người đâu, đúng không mọi người? Bây giờ không thích nhau ngoài đường, kéo nhau ra đường cãi lộn ngoài đường, hoặc là quánh lộn nhau ngoài đường là không sao, rồi lên đồn rồi bắt đầu phạt hành chính thôi. Còn mà kéo vô nhà người ta đánh người ta đó là sẽ bị phạt, vi phạm pháp luật đó mọi người. Biết không, mà đi suối người ta gì khô quá trời luôn, khô hết phần thiên hạ luôn, cái gì cũng đến tay của chị hết trơn á. Ôi không có giả mọi người, thật giả mọi người nhìn biết hết. Báo pháp luật người ta đưa tin là tụi em cũng là lớn rồi mọi người, tụi em có hiểu biết, tụi em có trình độ, tụi em cũng có dại dột gì mà tụi em đi làm giả mấy chuyện đó. Bác để lại cho chị mớm là ai cũng thấy hết trơn, bác dặn dò em ai cũng thấy. Đảm bảo đến bây giờ vẫn chưa tin là bác dặn đâu mà thật sự lúc đầu em cũng, lúc đầu bác nói với em như vậy em cũng chưa tin, cho nên khi một khoảng chừng vài tháng sau bác đổ bệnh nặng em mới nhớ lại cái lời của bác, em mới tin là cái lời để bác chối với em đó mọi người, thật sự luôn á. Tại vì bác chính em nè, bản thân em, mẹ em dặn em nhiều lắm, mẹ em từ lúc nhỏ đến lớn luôn, mẹ hay nói là bác á, bác hay nói tung tung lắm, bác hay nói tùm lum tùm la lắm, coi thái độ trong nhà con cháu mình sao lắm. Trời, nổi da gà nè mọi người. Mẹ là lúc nào cũng nói với em á, mẹ nói với em á, lên nói chuyện với bác Năm á, cẩn thận để ý nha, tại vì bác để ý lắm. Bác mày ổng hay nói tùm lum tùm la hết trơn, ổng coi thái độ từng đứa trong nhà như thế nào. Nếu như mẹ em nói ngày xưa bác ngồi bác chửi cô, chửi tía em đúng không? Bác ngồi bác chửi thì được, nhưng mà ai mà hồ theo mà chửi ba, chửi tía, chửi cô á là đuổi ra ngoài đó. Là chỉ một mình bác nói được thôi, bác thử lòng, cứ như thử lòng quân tử vậy thôi đó mọi người. Bác thích như vậy, cái tính của bác như vậy đó mọi người. Bác hay nói tùm lum tùm la lắm, coi mọi người, coi thái độ mọi người trong nhà đối xử với nhau sao đó mọi người, xong rồi bác để ý đó mọi người, thiệt bác để ý dữ lắm. Đó là chính là mẹ em nói em như vậy, cho nên là từ nhỏ đến giờ em nhớ hoài luôn đó mọi người. Nghĩ đi, công sinh không bằng công dưỡng đó mọi người. Hồi xưa hả, bà ngoại em nuôi dưỡng em cực khổ, bà ngoại em nói hoài luôn, sau này mày dù mà có gì ha, mày cũng phải nhớ ơn gì của mày. Ông ngoại, bà ngoại là người đã nuôi dưỡng, công sanh không bằng công dưỡng, đó là cái câu mà bà ngoại em là người
nói cho em nghe đầu tiên, trước khi em đi học em được học câu đó nữa đó. Cho nên là bây giờ mọi người nghĩ đi, bác nuôi, trời cái con này nó hứa cái lỗ mũi. Bác nuôi chị mớm bao nhiêu năm, mọi người 37 năm rồi, 5 đứa con đều được vô hộ khẩu, chị mớm trong hộ khẩu chỉ đứng xa bác thôi á mọi người. Mà bây giờ nói cứ lên hủy bỏ thân phận của bác, mà ngày xưa trong gia đình đâu ai dám nói gì đâu. Mọi người lúc mà còn bác là vẫn vui vẻ với nhau, đâu ai dám nói chị mớm tiếng nào đâu, mọi người xì xầm sau lưng thôi à, chứ cũng không ai dám nói gì chị mớm hết trơn, rất là sợ. Nè con nói với bác luôn, con lấy trước khi là cái chị đó chị lấy hết đồ ra đi khỏi nhà, lấy trước của đó rồi, lấy cái lúc mà mọi người lo ôm bàn thờ lấy chim nè, người thì lo bấm điện thoại đợi tin như tin nhắn để khoe nhau rồi đó. Lo trên hoa viên coi mộ 4-5 tháng chưa xong đó, cái đợt đó lấy lúc đó rồi, lấy trước khi đi rồi mọi người. Sợ chưa, sợ bác chưa? Nên sợ bác là vừa đi, nếu mà chưa biết sợ là sau này là còn bị quật nhiều cái lắm. Phải nên sợ bác đi nha. Em không có sợ đâu người, em làm đúng em không có sợ. Em mà làm sai mà em ở trong nhà bác cái tối này em ngủ cũng nằm mơ luôn á mấy chị, thiệt sự luôn á. Em không có thể làm sống như mấy kiểu như mấy người đó được, không có kiểu như hả ăn đằng sống tới đằng gió, ăn cháo đá bát, ăn quả không nhớ cả trồng cây, em không thể nào làm như vậy được. Nói Kim ngu lấy hết giấy tờ mà sao trời, nãy giờ em nói một bầu trời luôn mà còn comment em như vậy. Em lấy trước rồi mọi người, trước cái lúc đó rồi, cái lúc mà ngồi bàn thờ live stream xin răng xin ơ gì đó, xin đồ ăn rồi đó, mấy chị thấy ghê không, xin đồ ăn rồi đó, mỗi người cầm cái điện thoại để đợi tin nhắn tin nó kiểu vậy đó mọi người. Xong rồi canh cái mộ của bác coi để kéo dài được bao lâu thì kéo đó, cái thời gian đó đó mọi người nha. Cái thời gian đó là tụi em dọn dẹp nhà, tụi em thấy đó, đâu ai lo dọn dẹp nhà đâu, lo cái bàn thờ của bác không à, để kiếm tiền kiếm cơm. Dơ hầy, quá trời dơ hầy. Trời ơi, em là em pháp lý là em nói rồi, pháp lý là để hả được pháp người có pháp luật, và mọi người mình hãy thượng tôn pháp luật. Em là trong cuộc em nói nó mất hay, em nói ra nó vô, người ta nói em tung quả mù tin mọi người cứ đợi đi, rồi sau này khi mà tà tuyên rồi mọi người mới thấy bà bum nó nói chuyện có đúng hay không đó, lúc đó thì mới hay mấy chị. Chứ bây giờ em lên em nói sâu vô quá thì nó không còn hay nữa mấy chị, đúng không? Tại vì bây giờ chưa có gì hết trơn mà em lên em nói em tự tin này kia hay gì quá thì nó kỳ. Để thượng tôn pháp luật đây mọi người, mình cứ thượng tôn pháp luật, mình hãy tin tưởng vô luật pháp của Việt Nam, luật pháp của nước nhà mình hãy tự tin lên, mình làm đúng mình cứ tự tin.